cái M2 thấy nhiều lần lắm nè, trung tâm này nè, trung tâm M2 đi ngang 4 lần rồi đó. Vậy hả? Ừ, chúng ta lạc lối Bắc Kinh. Tới chưa? Ủa về nãy từ mình đi đi xuống đi gần lắm á. Ừ, mà mình không biết đường. Mình đã không đi học. Mình không biết chạy đường ai rồi. Tính lại quẹo phải hả? À. Má mỏi chân quá rồi. Này bắt đầu giống Bùi Viện rồi nè ha. Tay không kìa, giống Bùi Viện rồi đó. Đây nè, tụi mình gần tới rồi. Ở đâu vậy? Ủa sao mình đi ra rồi? Cho một cây đi cho lấy không? Rồi kiểm ra. Này, ấn đồ ơi. Khoan, mượn xíu anh, mượn xíu. Cái cây to phải không? Rồi tới Tà Hiện rồi mọi người ơi. Bước tiếp theo là gì? Tà Hiện là một khu phố Tây được ví như là khu Bùi Viện ở Sài Gòn. Nên là các bạn trẻ sẽ ăn uống và làm vài chai bia ở đây. Tạ Hiền. Bên đây là Tạ Hiền, bên đây là Tạ Hiện, Tạ Hiện. Chỗ Tạ Hiện. Tìm một quán đi rồi mình vô ngồi luôn. Cứ đi hết đường. Tìm một quán xong vô ngồi luôn. Ở đây cho thoải mái. Ở đây ngồi đây đi. Giờ kêu món trước đi ha. À, ăn chân gà rút xương. Rồi chân gà rút xương, hai chén nước mắm. Rút xương đi, rút xương. Tại gì vậy? Rút xương không? Chân gà rút xương là làm món gì là? Tì ơi, chân tì ơi, chân chân quay lắm ở trên. Chân gà rút xương là nướng hay gì? Chân gà xào rút xương này mà. Xào. Chân gà xào, ngâm xào rút xương ấy. Cái đó bộ khó ăn hả? Ừ. Em ăn thử nhá. Cái gà chiên nước mắm đi. Ừ, dễ ăn hơn. Ăn khoai tây chiên không? Thôi ha, tối khỏi ăn. Thôi, chân gà đâu có gì ăn đâu, vậy thôi ăn cánh gà chiên nước mắm. Cái gà chiên nước mắm không? Chân gà ăn được. Cánh gà chiên nước mắm khoai tây chiên đi. Rồi. Khoai tây nó cũng ăn.
Khoai tây chiên, khoai tây chiên bình thường. Khoai tây chiên. Em ăn đồng quay này nhá. Rồi lại này tớ đi. Rồi được rồi. Anh ơi cho em một cái khoai tây chiên. Khoai chiên. Cánh gà chiên nước mắm. Chân gà chiên mắm đúng không? Cánh gà. Cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà anh hết rồi. Em ăn tạm chân gà chiên mắm nhá. Được. Chân gà chiên mắm. Chân chiên mắm nhá, ok. Rồi một cái lạc rang tỏi ớt. Ok. Một tay gơ bạc. Một rồi. Lạc uống không nổi. Lạc rang một rồi. Anh uống gì vậy? Không biết nữa. Nè, chân gà nè. Không uống kem đi ha. Đây chính là phố Tạ Hiện, là một cái khu phố phải nói là làm bà cha xương xương của người Hà Nội và những nơi khác đến đây, đặc biệt là những người Tây, những người nước ngoài. Mình là người Sài Gòn, ở đây là cũng là khá là Tây rồi các bạn. Rồi, cảm ơn anh nha. Hai anh chị em về trước. Hai. Sau khi rời phố Tạ Hiện thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu ngày hôm sau tụi mình sẽ ra ga Hà Nội để trở về lại Sài Gòn và kết thúc chuyến đi một ngày tại Hà Nội.
Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi những tập vừa qua của series Một Ngày ở Hà Nội của mình nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và đừng quên nhấn subscribe cũng như like và share video để ủng hộ kênh của mình các bạn nha.